Serena mà vẫn chưa thể biết cách đưa bóng vào lưới lần thứ hai. Và bây giờ đây là cơ hội đáng để vươn lên dẫn trước. Rồi, và đó là một tỷ số dành cho các đội FC miền Nam. Anh Đông Hương, dứt điểm đi. Và như vậy là bàn thắng đã đến với cầu thủ Aguero. Không hề nhường nhượng. Dứt điểm từ xa và như vậy là bàn thắng đã đến với cầu thủ Aguero. Tạo ra được cái sự bất ngờ và những điểm nhấn trên hàng công của đội bóng này. Nhưng đáng tiếc là Nhật Tú trong ngày thi đấu mà những tình huống căng vào vẫn đang là hơi khó với cầu thủ này thì vẫn chưa có bàn thắng. Vào! Rồi! Đó là một tỷ số đến với Chelsea. Pha xí rất khéo léo và ghi bàn. Người đã có được bàn thắng đó là Sĩ Đăng. Ở lượt đấu Serie B diễn ra cách đây chỉ ít phút mà thôi thì cũng trong trận đấu ở đội hình B của Nam Hà và Thanh Hóa thì Thanh Hóa đã phải nhận diện thua đậm với tỷ số 8-2 và cơ hội mở tỷ số 1-0 dành cho FC Nam Hà. Bàn thắng mở tỷ số đến từ rất sớm ở trên chấm phạt đến 7m. Cúp mùa thủ mùa giải được tổ chức lần thứ tư năm 2023. Ở hiệp 1 của trận đấu thì Nam Hà đã là những người có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm trên chấm penalty. Và rất nhanh khi về bài chỉ vừa bắt đầu được ít giây, FC Thanh Hóa đã có bàn thắng mà. Một ngày điếu của những số 77. Ở trận đấu Serie B thì Văn Viễn thủ vào số 77 của đội B về phía Nam Hà đã có những cú poker. Còn bây giờ thì Hoàng Khánh, người vừa được đưa vào sân bên phía thủ Thanh Hóa ở cuối hiệp 1 và đầu phải ngay lập tức thì Hoàng Khánh có được cho mình bàn thắng. Tỷ số đã sôi động 1-1 và bầu không khí trên sân bóng Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang là sôi động hơn bao giờ hết. Lúc này thì những cơn mưa ở hiệp đấu đầu tiên cũng đã khoảng trống để dứt điểm từ xa, pha dứt điểm rất nguy hiểm, vẫn còn không vào. Đánh nhau lần này thì bóng lại lập vào sáng hàng thành bên phía Nông nghiệp Thanh Hóa. Ngày hôm nay thì rõ ràng FC Nam Hà không gặp bay. Pha thêm cội nữa được mở ra, qua được cả thủ môn và dứt điểm. Tại sao trong quả bóng đó bóng lại không thể đi được chú vào khung thành, một quả bóng mà hoàn toàn các cầu thủ bên phía phòng ngự của các cầu thủ FC Thanh Hóa đã bị loại bỏ, nhưng FC Nam Hà vẫn chưa thể biết cách đưa bóng vào lưới lần thứ hai. Và bây giờ đây là cơ hội đáng để vươn lên dẫn trước. Đó là bóng đá liên tiếp những cơ hội được tạo ra dành cho đội đỏ FC Nam Hà, họ không tận dụng được. Còn đội Thanh Hóa chỉ một mà thôi, một cơ hội và một hàng rào kết liễu được cầu thủ Thanh Hóa tạo ra của lượt trận đầu tiên thuộc khuôn khổ Serie A. Quyền đá biên vẫn sẽ thuộc về đội bóng đỏ FC Nam Hà. Cơ hội và bàn mở tỷ số đã tới với đội bóng đỏ. Bóng được triển khai bên phía cánh phải và pha căng ngang rất hay. Người đã đưa được bóng vào lưới bên phía FC Nam Hà đó là Văn Viễn. Pha bóng vào phòng ngự của FC Thanh Hóa có lẽ là đã để lộ ra quá nhiều khoảng trống và Văn Viễn đã không bỏ lỡ cơ hội vừa rồi. Quang Tuấn. Rồi, và đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho FC Nam Hà. Rất nhanh. Lần này thì người ghi bàn đó là Ngọc Tính. Đang có liên tiếp những pha bóng FC Nam Hà cho thấy được sự sắc nét cùng với khả năng
Bàn thắng thứ 3. 3-0 dành cho HC Nam à. Những mảng biểu phước đơn giản, tuy nhiên thì đang cho thấy được sự hiệu quả đến từ đối thủ đội bóng áo đỏ FC Nam Hà. Vừa rồi thì đó lại là bàn thắng đến từ Văn Viên. Cú đúp dành cho Văn Viên trong trận đấu ngày hôm nay rõ ràng. Tiếp tục là pha dứt điểm nữa. Và lần này là Du Mong, Sĩ Mong. Bàn thắng rất đẹp của Sĩ Mong. Và tỷ số là 4-0. Một pha dứt điểm rất đẹp. Và sau khi có bàn thắng thì Sĩ Mong cũng rời sân. Lại là Quang Tuấn. Rất dễ dàng. Bàn thắng thứ 5 đến với thủ FC Nam Hà. Tương đối bất ngờ khi mà xà đường vào không có bất cứ điểm chạm nào tạo ra. Khi đó lại trở thành một bàn thắng. Lần này thì tới lượt Văn Huy là người điểm. Thì có lẽ là nội dung thi đấu CDB cũng không phải là ưu tiên đến từ FC Thanh Hóa. Và đó là bàn thắng thứ 6. Quá nhanh. Bàn thắng thứ 3 đến với Văn Viên. Sút bóng, bàn thắng thứ 7 đến với FC Nam Hà. Khiến cho thủ thành bên phía đội áo vàng Hữu Tú lúc này cũng là khá mệt. Hữu Tú rồi, đó là một đường rút ngắn tỷ số. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-7. Và bây giờ thì người ghi bàn là Tống Duy Tần. Bàn thắng đầu tiên của FC Thanh Hóa ở trận đấu này. Và cũng là bàn thắng đầu tiên ở lượt trận Serie B của FC Thanh Hóa. Ngô tiếp tục là lên bóng đến với FC Thanh Hóa. Và 27. Cú đúp dành cho vị trí của cầu thủ vào số 7 đó là Tống Duy Tần. Sau những sự thay đổi người bên phía cầu thủ và đánh đầu này lại chưa thể đưa bóng đi tìm tới được khung thành của cầu thủ FC Thanh Hóa. Pha ném bóng lên. Nhưng quả dứt điểm cũng không thật sự. Cơ hội không được tận dụng thành công. Và bây giờ là cơ hội phản công. Đối mặt. Bóng đã đi vào lưới. Lần thứ 8 trong trận đấu này dành cho thủ FC Nam Hà. 8-7. Và đó là cú hat trick dành cho vị trí của Văn Viên. Văn Viên trở lại sân. Và ngay lập tức cầu thủ này nổ súng. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì mặt sân đã hoàn toàn khô ráo và cơ hội để đối mặt lại cho FC Thanh Hóa. Không vào. Bóng vẫn còn. Sút bóng. Và đó là đã một tỷ số đến với đội bóng áo vàng. Và chúng ta một lần nữa thấy được cái duyên kia. Lưu thêm Xuân Quý. Những tình huống bàn bật 1-2 là khá nhịp nhàng, căng ngang. Và đó là bàn thắng của Mô Đê dành cho đội bóng áo đỏ FC Agri. Liên tiếp là những pha. 25 phút đầu tiên khép lại 5-1 đều.
chúng ta cùng tiếp tục đến với những diễn biến trong hiệp đấu thứ hai. Thế đó là pha phản lưới nhà đến FC Thanh Hóa rất nhanh, có lẽ là chỉ khoảng 10 giây sau khi bài bắt đầu của tôi. Đây là phút điều chính thức cuối cùng và đó là bàn thắng thứ ba đến với thủ FC Agui. Đây cũng có lẽ là dấu chấm hết dành cho trận đấu này. Chiếc dấu ấn của Đào Cường đều xuất hiện khi cầu thủ này thi đấu ở vị trí của cầu thủ ở bên phải. Cơi! Và đó là một tỷ số thay cho cầu thủ FC Miền Nam. Quả bóng không thể vượt qua được tay của thủ môn bên phía. Cơi! Đó là thứ hai của FC Miền Nam. 2-0. Và lần này thì người ghi bàn dành cho đội bóng áo xanh đó là vị trí của trung tiền. Nhưng đội phản công nữa mở ra dành cho FC Miền Nam. Bàn thắng thứ ba rất nhanh và lần này thì người ghi bàn dành cho FC Miền Nam đó là vị trí của số 25. Đã có những khoảng trống nhưng tiểu không chế bóng vừa rồi lại đẩy bóng đi hơi xa. Rất tốt. Đối mặt. Đó là đang rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 đến từ công. Đến từ Công Hải. Đó là bàn thắng để nâng tỷ số lên 4-1 dành cho đối thủ FC Miền Nam. Không thể dừng được. Cú đẩy từ xa và như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Agui. Cầu thủ Miền Nam họ đã ghi bàn và sút xa. Và đó là rất khó khiến cho thủ thành bên phía Agui FC phải bó tay. Và cùng xem lại tình huống đá phạt này rất mãn nhãn và có bị chìm. Cũng chính thay thắng đã có bàn thắng gỡ hòa cho Agui FC. Đấu rất nhanh chóng đưa về thế cân bằng. Bạn có thể thấy được quả dứt điểm rất lạnh lùng của cầu thủ 98. Quan sát đồng đội di chuyển. Và như vậy là bàn thắng thứ hai đến với các cầu thủ Agui FC. Quá tuyệt vời. Đó là thầy hậu bầu. Chỉ đổi bữa đôi hình ảnh ngay lập tức. Thầy hậu bầu đã có được bàn thắng sau một tình huống đó là hơi sơ hở. Hay Trọng Bình, đó là Trọng Bình. Bàn thắng gỡ hòa đã đến với cầu thủ FC Việt Nam. Một pha đi bóng quay của cầu thủ ma số 1 khéo léo đủ để sát thương cho các cầu thủ Agui FC. Nguy hiểm và như vậy là bàn thắng đã đến với cầu thủ FC Việt Nam. Người lập công đó chính là Xuân Thủy. Rất sớm. Bàn thắng đến từ rất sớm trong trận chung kết này. Đến từ một pha đá biên. Ta có thể nhìn thấy từ tình huống đá biên của Trọng Bình. Mình treo vào trong cho người tung ra cú đánh đầu đó là Phan Văn Viễn. Nguy hiểm. Dứt điểm đi vào. Phan Văn Viễn. Tôi vẫn đang đánh ý từ tình huống đánh đầu trước thì ngay bây giờ Văn Viễn đã có bàn thắng quân bình tỷ số cho Nam Hà. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Qua ăn miếng trả miếng. Nguy hiểm. Bàn thắng. Và như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ FC Miền Nam. Có vẻ như người lập công đó là Trọng Bình. Đúng như vậy. Trọng Bình đã có một pha bóng áp sát khung thành cực kỳ khó chịu. Đánh đầu ngược,
dứt điểm đi. Và như vậy là bàn thắng đã đến với cầu thủ Aguero. Đó là cú đánh đầu của Đức Thành. Tưởng chừng như thủ thành bên phía FC Thanh Hóa đã làm chủ được tình huống rồi, nhưng bóng lại từ từ lăn vào lưới. Quá đáng tiếc cho tình huống này. Không thể rất hay. 2-0. Pha xử lý quá cấp của David. Quá lạnh lùng và chuẩn xác. Ra bàn thắng cũng có một chút phần may mắn, nhưng đó là yếu tố không thể nào thiếu trong bóng đá. Trọng điểm. Hay. Vũ Thịnh càng ngang. Cú điểm đi vào. Và là 3-0 trước cầu thủ Agri. Và phản công sắc nét của cầu thủ Agri. Và người có bàn thắng số 3-0 rất là nhiệt tú. Quay, quá nguy hiểm. Và sẽ phải ghi bàn này. Không có gì phải chê.